Thở về V ngửa. Hít vào thước thẳng. Giữ lại tại đây. Nhấc chân phải lên cao. Hít thở đều nếu tốt. 10, 9, 8. Thở hạ gối ngực cằm chạm sàn ở 8 điểm. Hít lướt rắn hổ mang đẩy ngực. Thở về V ngửa. Hít chân phải sau lên cao. Thở đặt chân phải về giữa hai bàn tay. Hít vào hai tay lên cao trường tấn, mắt nhìn bàn tay, hít thở đều. 6, 5, 4, 3, 2, đổ về phía trước một góc 45 độ, thở ra vươn dài hai tay đổ, tay thẳng lưng thẳng, mang tay thẳng chân trái, hít thở đều xô phía trước, ai tốt hơn nhấc gót chân phải rời sàn, giữ và tựa như mũi tên chuẩn bị lao về phía trước, tiến đến để chinh phục mọi mục tiêu trong cuộc sống, trong công việc. Hít thở đều 6, 5, 4. Tăng cường nội lực, tăng cường sự tập trung và sức mạnh. 4, 3. Lực đang dồn vào chân phải. 2, 1. Hít hai tay lên cao, thẳng lưng ở trường tấn. Thở hạ tay xuống, đưa chân phải về cùng chân trái luôn. Hạ xuống 8 điểm chạm sàn, hoặc ai tốt thì chan tu. Hít lướt rắn hổ mang. Thở về V ngược. Hít chân trái ra sau. Thở đặt chân trái về giữa hai bàn tay. Hít hai tay vươn cao mặt ngẩng, mắt nhìn tay giữ 6 nhịp thở. 6, 5, 4. Vươn tay mạnh mẽ. 3, 2, 1. Đổ về phía trước, thở vươn dài hai tay, hít thở đều chéo 45 độ. 6, 5, 4, 3, 2. Nhấc chân trái lên, nhấc gối lên, nhấc gót lên, nhấc gót lên. Đúng rồi. 2 và 1. Hít về chính diện trường tấn. Phải có hít đã thảo bởi vì nãy nó là nhịp thở. Rồi, hít rồi. Bây giờ thở, đặt hai tay xuống cạnh bàn chân trái. Rút chân trái về cùng chân phải ở thước thẳng. Rồi, thở hạ gối ngực cằm chạm sàn. 3, 2, 1. Đẩy mông ra sau, gót chân về em bé. Sau đó ngồi thẳng dậy ở tư thế kim cương, hay còn gọi là tư thế sấm sét, để quan sát chuyển động tiếp theo. Tư thế kim cương nhé, là một trong tư thế chuyển chuyển giao ấy, và kết nối á, trung chuyển á, lý tưởng đi các chuỗi tiếp theo. Quỳ cũng được, ngồi cũng được, nằm cũng được, đứng cũng được. Đấy là tư thế kim cương, sấm sét. Từ tư thế kim cương, hít hai tay sẽ lên cao, thở hai tay sẽ vươn dài về phía trước, đẩy mông lên cao ở V ngược. Từ V ngược, anh chị trùng nhẹ gối, hít bật hai chân ra ngoài hai bàn tay. Thở ra vươn dài, cúi gập xuống để đỉnh đầu nó chúc sàn giữa hai bàn chân. Hít hai tay sẽ lên cao. Nếu mà mở ngực thì mình đẩy ngực. Còn nếu không muốn mở ngực thì đưa hai tay về phía trước. Nhấn mũi chân, đẩy mông về V ngược. Trùng nhẹ gối. À, anh chị có biết vì sao mà nãy cho hít vào thở ra không? Hít vào thức thẳng, thở về không? À, mục tiêu đó. Để cho tôi nói là dám chắc. Trùng nhẹ gối. Hít bật hai chân ra ngoài hai bàn tay. Đó, đây là nhịp hít đúng không nào? Nhịp hít thì phải có nhịp thở.
Khở thường là cúi gập sâu đấy. Ai khó thì đưa hai bàn tay bắt lấy cổ chân, ai dễ thì để đây. Hít thở đều, đầu chung ngửa, 6 5 4 3 2 và một. À thở đấy là thở đúng không? Sau đó lại từ từ bò hai bàn tay ra phía sau, tay mở ra phía sau này này đấy, nhấn bàn tay xuống, hít mặt ngửa, 6 5 4 3 2 1. Đây là nhịp hít, thở ra cúi xuống sâu hơn, hai tay bò ra sau đấy, 6 5 4 3 2 1. Sau này ở Atanga các anh chị còn làm quen với cái tư thế này nữa cơ, tư thế là tay ôm mông, đầu cúi xuống đây, hai tay ôm đấy, xong cúi xuống thẳng chân cơ đấy. Nhưng mà đứng đâu không tập và nay nó không khởi động thế nào cứ. Rồi tiếp theo đứng bằng đầu như nào, anh chị sẽ ngồi xuống. Khi mà ngồi đó, tự nhiên hai cái khuỷu tay này này nó tì vào cái đầu gối. Đây vừa là nền tảng để đứng bằng quọ, để làm quọ dễ và đứng bằng đầu cũng dễ. Nhìn nhá, tức là cái điểm tì nó rất chắc chắn. Cách một, đây nhá, hít vào này, thở ra này, sau từ từ đưa hai tay về giữa. Rồi khi mông hạ xuống, khi mông hạ xuống thì hai cái khuỷu tay nó ở hai cái queo chân, hạ bàn tay xuống. Vậy thì bàn tay và đầu ấy bây giờ là phải tạo thành một thế tam giác cân. Đưa đầu về trước, xô nhẹ người, điều chỉnh đầu gối. Nhìn này, xô đây nhá, nhấc nhấc gót, cóc cái chân lại đấy, hít vào thở, hít vào nha, từng chân thở, hít vào thở, hít vào thở, giữ nguyên 6 5 4 3 2 1 hạ, 6 5 4 3 2 1 hạ lên, ai tốt hơn thì cũng lên, 6 5 4 3 2 và một đấy. Sau đó thì gì, ai tốt hơn lên một chân, 6 5 4 3 2 1 thẳng chân lên, hạ xuống, chân kia lên, 6 5 4 3 2 1 đấy. Khi mà chị đến có mất nhiều thời gian không, cho nên không cần phải đi tư nhiều cái tư thế lòng ngoằng trước đó. Rồi khi mà ai đã ổn định rồi, đã nhấc được từng chân lên một rồi, chân phải lên rồi, chân trái lên rồi, bây giờ lên cả hai chân dễ không? Đấy là cách thứ nhất, cả nhà thì dễ không? Hả? Bây giờ thay mình lưng từng chân như vậy, sau đó đồng thời lưng cả hai chân lên, đấy là thế đầu tiên, là thế tam giác đúng không nào? Thế thứ hai đó thì thế này, trước khi mà ôm đầu ấy, hít vào, nhấc mông lên, thở, hít vào, thở vài ba lần như vậy. Thế sau đó thì hạ ngồi xuống, hai kiểu hai tay đặt về phía trước, hai tay ra xa, đan hai bàn tay lại với nhau, sau đó đặt cái đỉnh đầu, điểm bằng của đầu ấy vào. Thường ấy khi mà ngày trước Đức được dạy rằng là cái tay đó nó phải điểm ở ở cái điểm dưới trán đây này, tức là nếu mà anh chị để tóc ấy thì nó ở cái đầu chân tóc được dưới này nhá, bởi Đức không để tóc nên Đức không chỉ được cho anh chị, tức là cái mép tóc đầu tiên đấy đó, mình ôm đây này, ôm thì cái ngón tay giữa này này, cái ngón tay út sẽ đặt ở dưới cái chân tóc đó, ôm này, à đâu, cái đầu xuống đấy, đầu xuống giữa, hai tay ôm chặt, nhấc chân lên đấy, nó giống với ngược không, bước từng chân lên cho thẳng đấy, thẳng dần, hít vào chân phải lên, thở hạ, hít chân trái lên, thở hạ, hít vào lên, quát lại, giữ 6 5 4 3 2 và một, thở, hít vào, co 6 5 4 3 2 1 thở. Rồi sau đó lên được từng chân đúng không? Ừ. Hai chân lên đồng thời hoặc là từng chân lên một. Rồi ai khó thì giữ ở đây nhá, lưng gối cao, sau đó nếu mà thấy ổn định rồi và tốt hơn đó, lưng một chân lên. Khi một chân lên rồi, cái chân còn lại lần dần theo nó để lên luôn.
Hít thở đều giữ tại đây. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Đấy, tự nhiên 2 phút trôi qua, lĩnh ngay điểm 10. Ok chưa? Lên như nào thì về như thế, phát thế cũng vậy. Co, hạ, hạ gối. Rồi, đưa hai tay chồng lên nhau, đặt cái trán trên đó. Hít thở đều, lên bao nhiêu nhịp thì xuống bấy nhiêu nhịp. Mình có hai lựa chọn đó, đó thì Đức có thể gợi ý cho anh chị làm theo cái đó cho nó dễ phù hợp với cơ địa. Cái thứ ba mình không trùng khuỷu tay mà mình sẽ thẳng cả hai khuỷu tay. Cách này thì dành cho những ai khỏe. Đức không khỏe nhưng Đức có kỹ thuật. Đây nhá anh chị nhìn này. Ở cái tư thế này thì mình sẽ sử dụng hai cái khuỷu tay. Thì đấy là cái lý do vì sao mà mình phải đồng phải phải làm cái tư thế chó úp mặt duỗi mình, hoặc là cái tư thế cây thức thẳng đó, để nó tác dụng vào nhiều lực của tay. Tay sẽ thẳng như sau. Nhìn nhá. Cô mang nhìn này. Đây. Đúng không? Tay thẳng. Chùm nhẹ gối. Hít bật hai chân về, hai bàn tay. Thực ra nó giống như là cái sở trường đó, cho nên là Đức hay dùng cái bài này. Bởi vì cái bài này nó cũng là điểm cái điểm trung chuyển vô cùng là dễ. Anh chị biết không? Vì sao? Đây là cái nền tảng để xoắn nam. Đấy. Và nó cũng là cái nền tảng để làm gì? Để mạng xoắn. Các kiểu. Cho nên chủ đề gì được? Hay là cái chủ đề gì nữa? Thăng bằng à? Thăng bằng thì có thể đưa tay như này. À, đưa đưa tay sang bên ngoài, mở mở tay sang bên sau, lên và nhấc chân. Đó, thì nó cũng liên quan đến thăng bằng. Hít thở đều, có quắp, kéo. Thì nó cũng thăng bằng được. Thì Đức thấy cái tư thế này này. Nhưng mà phải điều kiện tiêu chuẩn nhá. Hai bàn chân và hai bàn tay phải cùng một đường thẳng, nghe chưa? Đấy. Thế tiếp theo là ở cái tư thế đứng bằng đầu, hai tay giữ thẳng nhá, chùm hai tay đưa phía sau đó, cái này này thì lên thẳng, nhìn này đó, lên dần lên dần, hai tay thẳng, đầu và hai tay tạo thành một thế tam giác đấy, nhấc thẳng người lên. 6 5 4 3 2 1. Cái này thì không có quắp quắp từng bên đó, thở xuống cơ này, plank này. Hít thở đều, 6 ra 4 3 2 1. Hạ. Hạ gối. Hai tay ôm đầu hoặc tay chồng lên nhau để đầu trên tay. Thả lỏng cổ gáy.